đấy. Sao đấy? Ôi, sao đây ông cháu ơi? Chú Lai có đấy đang vừa chạy vào đây không? Nó giật điện thoại, ăn trộm hết điện thoại của em cháu. Nó giật điện thoại của em cháu à? Đúng rồi chú. Không làm gì có thằng nào ở đâu đây đâu. Ông cháu, ông chú nói thật không? Cháu vừa thấy nó chạy đường này sao? Không có thằng nào đâu. Làm gì có thằng nào? Để em tìm anh ơi. Mày tìm nó đâu anh? Làm gì có thằng nào? À đây rồi, mày đi ơi. À, ông chú được bao che đúng không? À chú không biết. Đúng rồi. Bao che đúng không? Mày đã trộm điện thoại em gái đâu không? Mày cướp điện thoại của em đúng gái này không? Em xin thay anh ạ. Sao? Mày đã trộm điện thoại em đâu? Điện thoại là cướp à? Nó giật trộm điện thoại em gái cháu. Em trả cái anh thay em bắt em. Thế vậy mày là thích lên phường không? Mày lên phường, mày lên tù về. Cho lên phường rồi. Thôi hai em cháu ơi. Được, lo mới tù về tha cho nó. Mày xin các anh đi. Mày cho lên phường. Em bây giờ em có đang có tiền án rồi. Tao không cần biết tiền án mày giàu lên phường. Chú đỡ cháu xin thì quanh tay rồi. Xin đồng anh. Không biết mày không được rồi, cháu cho bắt được lên luôn. Thôi, bây giờ chú xin che người chú cho một điện thoại để bọn cháu lấy được rồi. Bây giờ chú cho mỗi thằng 500 nhá. Ông cháu tha cho nó từ giờ mới được. Rồi, ông chú lấy được rồi. Bây giờ nó đi tù tiếp khổ nó. Vừa mới ra trại xong à? Ừ, vừa mới ra. Nếu mà mày lại dám đi cướp bắp điện thoại của con nhà người ta rồi. Thốn con. Thôi tha nó mới tù về nhá. Vâng. Hai ông cháu thì được rồi. Thôi thì chú đưa cho mỗi thằng 500 chú bảo bỏ đi nhá, không được nữa thì hai đâu. Chết, thôi ngồi đây. Rồi đây, chú lấy tiền cho hai thằng này. Bọn lấy 1 triệu, đây mỗi thằng 500 chú tha cho nó. Cháu nghĩ lại không được, 1 triệu không đủ. Thôi, 1 triệu mới tha cho nó. Không được, lên phường này, lên phường. Anh ơi, đây. Em có đi tù rồi, em không muốn đi đâu. Thôi, 1 triệu không đủ cháu. Lên phường. Anh kêu chú cứu hoa lại, ông cháu anh thêm 1 triệu nữa được không? Ông cháu tha cho nó mới tù về. Chú bảo nhá, tù nuôi hai thằng của thằng 1 triệu nhá. Vâng. Tha cho nó bây giờ đi tù tiếp khổ nó. Mất hết tuổi thanh xuân cháu. Không, chú mày ngày hôm nay mày đi tù rồi. Tôi hai ông cháu đi về đi điện thoại giả nó chưa? Đúng rồi. Về nhá. Lần sau đừng có đi trộm cướp người ta nhá, tao giúp mày lốt lần này rồi đấy. Đúng rồi, chú làm đau cả tóc đi. Điện thoại tao cảm ơn ông chú luôn. Ờ. Thế mày vẫn còn tiền à? Đây. Thế bây giờ mày cắt quả đầu đi. Chú làm cho quả môi cần chéo luôn chú. Làm quả môi cần chéo luôn đi. Mày vừa mới tù về mày dám đi cướp người ta. Thôi được rồi nhá. Chú cứu mày lần này, lần sau đừng có chạy vào đây nữa chưa. Chú tư cắt cho đẹp, cháu mong chú 2 triệu. Ok được rồi, làm đó. Dậy đâu cháu hay xong đấy. Quả môi cần chéo chú cắt cho cháu đâu nhỉ? Đấy, quả đầu môi cần chéo chú cắt cho cháu đấy. Sẹo nữa đây này, vợ quay cả sẹo cho ông cháu luôn này. Cháy không? Cháy quá chú ơi. Phần chưa? Ừ. Của cháu 2 triệu chú nhỉ? Hả? Cháu 2 triệu đúng không chú? À 2 triệu là để ấy đấy. Để cháu, mày cháu mày ra chú tiền chú cho hai cái thằng vừa xong bắt mày đấy. À thế à? Thế cháu cho chú thêm 3 triệu nhá. Là 5 triệu. Ờ. Ông chú cho cháu mượn cái điện thoại cho gọi cho người nhà cho chuyển tiền thôi. Cháu không mang tiền mặt. Ờ thì gọi người nhà đi. Lần sau đừng có vâng. Cướp bóc người ta nhá. Gọi đi. Ở trong đây không có sóng chú ơi. Ờ thì ra ngoài mà ấy đi. Đấy cháu đứng đây cháu gọi nhá. Ờ. Đây không sóng nhá. Ôi thôi nó đi mất rồi. Thôi sao mọi mình giúp thằng này đúng là mà là nó lại hỏng rồi, lại cướp luôn điện thoại của mình rồi, đi rồi.